Rồi tiếp mình qua part 6. Question 27 to 32. For each question, try the correct answer. Try one word for each gap. Từ câu 27 đến câu 32 thì các bạn điền vào chỗ trống và lưu ý chỉ điền có một từ. Học về một cái a white fly boat tour, tức là một cái chuyến đi trên thuyền mà để ngắm động vật hoang dã ha. When I were on holiday with my parents, we went on a wildlife tour. Khi mà chúng tôi đi nghỉ với ba mẹ thì chúng tôi đã đi một cái chuyến đi thăm hoặc là ngắm các cái động vật hoang dã. The trip involved sailing around some islands of the coast, not too far our hotel. Cái chuyến đi này thì nó liên quan đến cái việc mà đi thuyền vòng quanh một vài cái hòn đảo ở ngoài khơi, và nó không xa, not too far. Vậy các bạn thấy chữ far thì far from ha các bạn, ok, not too far from our hotel, không có xa khỏi cái khách sạn của chúng tôi. Some other guests has been on the tour and recommended it to my parents, who immediately decided we should go. Một vài cái hành khách khác đã đi cái chuyến đi này và giới thiệu nó cho ba mẹ chúng tôi, và những cái người mà ngay lập tức quyết định là chúng tôi nên đi. In the morning, our guide Jake picked, ở đây cái đuôi ed này bạn đọc là picked ha, us, ok, vậy mình có cái động từ mà đón hoặc nhặt lên là pick up ha các bạn, vậy pick us up, ok. Vào buổi sáng thì hướng dẫn của chúng tôi là Chet đã đón chúng tôi. In his boat and up we went, và chúng tôi ra khơi. Vậy ngay chỗ 28 mình điền là up. Ok, Chet knew a lot about the wildlife on the island, and we saw everything we were hoping to, apart from one bird called a harrier, which didn't appear. Cái người hướng dẫn tên là Jake thì biết rất là nhiều về những cái con thú hoang hoặc đời sống thiên nhiên hoang dã ở trên hòn đảo, và chúng tôi nhìn thấy mọi thứ chúng tôi hy vọng, ngoại trừ apart from, là ngoại trừ một cái con chim mà được gọi là harrier, là chim ưng ha các bạn, mà nó không có xuất hiện. But that didn't matter. Ở đây mình có câu 29 chấm chấm chấm. We saw many other amazing birds. Nhưng mà cái điều đó thì không thành vấn đề. Ở đây giữa cái khoảng trống này nè thì mình có cái vế thứ hai là chúng tôi đã nhìn thấy rất là nhiều những cái con chim thú vị khác. Như vậy đây là một cái quan hệ nhân quả đúng không? Cái điều mà không có nhìn thấy cái con chim mà harrier ở trên này nè, nó không có xuất hiện thì nó cũng không thành vấn đề, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy những cái con chim amazing khác. Như vậy 29 mình sẽ điền vô là because, as hoặc là seen. Ok, tiếp tục. My parents especially liked the fact that, ở đây mình có to be là quá khứ là were, very few people on the tour. Như vậy cái tiếp theo nếu bạn đọc tiếp là Jake had time to answer all our questions. Ba mẹ của chúng tôi thì đặc biệt thích một cái sự thật là, ở đây mình có to be và ở đây có một cái cụm danh từ, như vậy đây là cấu trúc chủ ngữ giả there were ha các bạn. Ok, có hầu như rất là ít người ở trên cái chuyến đi, đi cái chuyến đi này, cho nên Jack mới có thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi. So we felt we learned, ở đây mình có then we expected, chúng tôi đã học hơn là những việc chúng tôi mong đợi. Như vậy mình có then thì mình là more than ha. Chúng tôi đã học nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi. And we agree this wildlife experience were, ở đây mình có of the best we ever had. Ở đây mình có trong những cái so sánh nhất thì mà một trong những ha, một cái bạn học cấu trúc này là one of the best, ok, we ever had. Chúng tôi đồng ý rằng cái trải nghiệm về đời sống thiên nhiên hoang dã này là một trong những cái mà hay nhất mà chúng tôi đã từng có. Bạn học một cái cấu trúc ha, ở đây mình sẽ có là one of the best, one of the worst, one of the cộng với so sánh nhất, ví dụ fastest, happiest, rồi cộng với một danh từ y chang như cái này là chúng tôi đã từng trải qua. Ok, thầy đọc lại lần nữa các bạn dò theo. A wildlife boat tour. When I was on holiday with my parents, we went on a wildlife tour. The trip involved sailing around some islands off the coast, not too far from our hotel. Some other guests has been on the tour and recommended it to my parents, who immediately decided we should go. In the morning, our guide, Jake, picked us up in his boat and up we went.
Jack knew a lot about the wildlife on the island, and we saw everything we were hoping to, apart from one bird called a harrier, which didn't appear. But that didn't matter, because we saw many other amazing birds. My parents especially liked the fact that there were very few people on the tour. Jack had time to answer all our questions, so we felt we learned more than we expected. And we agree this wildlife experience was one of the best we ever had. Ok, rồi mình xong passage ha. Cũng là xong cái test 2 của phần reading P1 preliminary for school 1 ha các bạn.